Qua đây mình làm xử cái bụi này các bạn. Mẹ cha chồng mình cũng phái cái bụi bạc hà nè, lá to đùng mà đẹp á. Nữa mình cho cha chồng mình trồng ở chỗ cái hồ cá đằng đẵng á. Nhìn đẹp lắm. Đó, bây giờ cắt cây con nó ra quá trời luôn rồi nè. Đó, bây giờ mình phải cắt tỉa bớt cho nó thưa ra. Có nhánh mình không ăn cái nó héo vàng luôn các bạn. Nó ra quá trời cây con luôn. Khó cầm tay khó cắt mà. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ đi ra vườn. Nói chung là làm biếng đi ra hái tại vì ăn không kịp á. Cho nên cứ đi ra thấy cái gì cứ hái đi. Bây giờ mình thấy cái trái bí tròn giống rồi nè. Mình để thành giống rồi nè. Bây giờ mình hái mình để dành năm sau mình sẽ lấy hạt này để mình ôm ha, cho khỏi mua cây. Tại vì mình có hạt giống bí ngòi dài nhưng mà không có hạt giống bí ngòi tròn. Ôi nó bự hơn cái tay mình nữa đây các bạn. Ôi nó bự hơn cái tay mình luôn. Wow. Nhìn giống như trái bí trái bí gợ ha, bự ra cho bự hơn tay mình. Ừ, tối ngày đi hái hoa hoài vậy. Rồi đi qua bên kia. Con đi hái hoa hoài, con trai mình đi hái hoa hoài vậy. Bên đây hái luôn nè các bạn. Đó, trái bự mà nó còn non. Mình không muốn để bự nữa sợ nó già. Đó, trái này chứ chắc giống nè, nhìn khác nhau các bạn. Bên đây còn hai trái. Ông xã mình thích bí ngòi xuất cà. Ủa trái kia sao hái đây nằm dưới này gai không à. Úp. Gai không à các bạn, đưa vô nó đâm tay. Cây này gai không. Cái gì đó. Rồi hái nè. Hái cho nó nở ra nữa mới bông khác. Không thôi nó nuôi trái hoài. Đó. Một trái, hai trái. Ba trái. Wow. Rồi, tiếp tục. Đi thu hoạch cà chua. Cà chua chín hoài luôn rồi các bạn. Kìa, cây danh cà chua kìa. Anh không biết hái, anh lấy trái xanh anh hái. Lấy trái màu đỏ nha. Goose hả? Thì phải là goose. Chị nào thì phải thù bích gì ạ? No. No. Em mất đơn này, chị mới đơn mẹ đưa con để vô gỗ nha. Y chang gì cà chua của Việt Nam rồi các bạn. Mình sẽ đem vô mình dự trữ trong keo giống như ở siêu thị người ta bán. Ừ. Đợi nó lá khó vô mà để xuống. Ồ, oh, bự ghê chưa? Quá đã luôn. Trời. Kê kê. Xong rồi lại hai cà. Thì cây con pa de tomate. No. No. Thì thu bê chi. Ồ. Cà này chín một lần cái nó chín quá chực luôn. Nó đùm trong này. Hái sợi gụm mấy trái mà xanh đó các bạn ơi. Rồi, đụng vô nè. Nó mềm nè.
Loại này nó không có được đỏ, mềm nó đụng cây cái có lỗ. Giờ mùa nắng nóng rồi, bên đây nắng nóng dữ lắm, có khi lên 4 mấy độ các bạn, cho nên nó màu chín. Mềm eo rồi. Cái này loại này không phải là đỏ à. Cam à, cà chua mini nè. Chín mà đụng đất là dễ bị con này con kia ăn. Lại đi thu hoạch cái này nữa. Bơ hỏi mình đi thu hoạch hết lần rồi, chưa ăn xong nữa các bạn. Bữa nay nó ra tiếp nữa rồi. Ăn xỉu cái đậu này nè, ăn không hết, ăn không kịp á, nó dồn. Hái em thôi, nó già nha. Đó, các bạn nó đùm nha, đùm gì đó, chịu nổi chưa? Mình hái hết chỗ này đi, nó già các bạn ha. Đi lại đây mình hái bạc hà các bạn, không ăn để nó già nó héo cũng vậy, mình hái vô mình để dự trữ đông luôn. Đó, mình hái vậy đó, bự ghê không các bạn. Ôi, cắt nó ra nước luôn. Quan được biết luôn. Vậy. Cái cây và cây mua gì? Dài vậy, bự rồi. Hôm bữa mình có cho một người bạn cây bạc hà rồi, cho nên nó chống ở chỗ này xíu. Hổm là ở đây 3 cây gần, để chống lại. Rồi các bạn đã cắt xong một đống bạc hà nè. Bây giờ mình sẽ cắt lá ra, xong đó mình vô đó mình tước những cái chỉ sơ của bạc hà để dành nấu canh chua. Nhiều ghê chưa. Cắt lá ra xong là nó bự vậy nè các bạn. Rồi, cái này là gói làm cơm lá sen, giống như lá sen á. Cơm gói lá sen cũng được á, bự ghê. Rồi cái này như nhiêu đây là để dành dự trữ đông được rồi đó. Rồi cái cây dưa leo của mình qua đây mình thu hoạch dưa leo giống à, đó 2 trái luôn. Không phải là mình để giống đâu các bạn, mà tại vì nó ra đó, cái nó núp dưới này là mình không thấy nè, cái nó thành trái giống luôn. Mình hái đi. Đó, trái dưa leo giống. Đó, mình chẻ ra thử coi nó như thơm ha. Vàng khè luôn rồi. Rồi hôm nay mình thu hoạch hết nhiêu rồi các bạn. Bạc hà, đậu, cà chua và bí giống á, với 3 trái bí ngồi. Đó. Cái này là dưa leo, mình không thấy nó vàng luôn á các bạn, cho nên mình hái luôn. Đó, dưa leo này nó núp lùm á, mình hái mình không thấy cái nó vàng luôn. Mà dưa leo này không có hột, mình tưởng nó là nó vàng mình để giống, xong rồi cái mình hái ra nè, mình chẻ ra nè, dưa leo không có hột gì chân á. Đó, mà mình không biết sao luôn. Thôi cậy hái ra luôn. Rồi, hôm nay mình thu hoạch được nhiêu nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Đây mình vô mình tước sợi, mình lột hết rồi, rửa sạch rồi. Bây giờ mình sẽ cắt miếng nhỏ và mình bỏ trong cái bịch để ngăn đông nha các bạn. Đó, đây là cái
cái bịch dự trữ nè. Đó, mình cắt nhỏ nhỏ như thế này nè. Cái mình bỏ vô ngăn đông. Là khi nào mình cần ăn mình lấy ra mình bỏ vô nồi canh là ăn y chang như mới luôn á các bạn. Năm ngoái mình cũng để dành như vậy đó. Là nó vẫn còn hoài và được ăn hoài luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ cắt hết cái số gỗ này. Nhiều quá chừng luôn á. Cái này có thể làm bún dọc mùng luộc luôn á các bạn. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Giờ mình cắt hết số gỗ dọc mùng này mới được.